るか彼方の異世界で幕軍が戦争をしていた。ローテリアとガンダルビア、異なる二つの次元世界は聖なるオーブをめぐって熾烈な攻防を繰り広げる。それを知った子供たちは戦争を終結させるため異世界へと乗り込んだ。この物語はそんな幕軍戦争の全記録である。さあ、バリオリアン、このバリオリアンを必ず手に入れる。今度になったら援護を発見できるのを調査するの。ミッドドラゴン、マグガンスクープ。一緒に行こうぜ、It's alright。 僕らじゃないなら誰が明日を作るんだ。メタメタ最高やばい、お前といつも笑い合って、メガメガメガ級だ、毎日一生忘れたりしない。キュンキュンキュン吹かしてみよう、心のメタ振り切って、だってなんて言ってんじゃねえ、一分一秒とも一緒。一人きりじゃないさ、どんな時でも繋がってる。Hãy sáng sóc hướng chúng ta. Giết người làm gì vậy? Đừng lo cho bọn ta nữa. Hãy làm những gì cần làm và sống một cuộc đời đáng sống đi. Shit. Ren. Sống một cuộc đời đáng sống. Ren, cậu không thuộc về bóng tối. Hãy quay lại với tụi mình đi. Tập 24, giao trận chiến. Đến tôi, có đông. Hao Tư, đấu một bàn thật đẹp đi. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Sống quy tử. Ren. Alpha, Gandian, di chuyển về phía bên trái. Zephyrus, Gandian, giữ nguyên vị trí. Chọc tức ta sao? Ả ta đã nâng cấp Galliable xong chưa? Nè, Katharina, yêu dấu, liệu em có thể làm nhanh lên một chút được hay không? Im đi! Nếu còn gọi ta là yêu dấu nữa thì đừng trách tại sao ta cắt lưỡi người đó. Trời ơi, ta sợ quá. Ta gần xong rồi. Hãy im miệng và để cho ta làm việc. Ngươi sẵn sàng rồi chứ? Bất cứ lúc nào, làm đi. Ngươi đến rồi sao? Có một vài chuyện tôi muốn hỏi quốc vương. Tại sao tôi là người duy nhất được quốc vương đối xử đặc biệt? Thưa quốc vương, ý tôi là Sid, Aizan, Lena, Zenith. Họ đều đã bị trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà với tôi, không hề có hình phạt. Và tôi còn được cho phép vào phòng riêng của quốc vương. Tại sao lại như vậy chứ? Người muốn biết để làm gì? Chỉ muốn biết như vậy thôi.
Lòng trung thành phụng sự quốc vương của tất cả chúng tôi đều như nhau. Vậy thì tôi có sự khác biệt gì? Ngài trông đợi gì ở tôi thưa quốc vương? Điều khác biệt duy nhất ở tôi là sức mạnh bị cấm của Lai Hô, có phải không? Hãy nói cho tôi biết nhiệm vụ thực sự của người bảo vệ Bakugan bóng tối là gì đi. Tôi muốn biết để tiếp tục bảo vệ Bakugan bóng tối, sức mạnh bị cấm là gì? Ren, hãy nhìn mảnh đất bị tan hoang này đi. Đây là mảnh đất tuyệt vọng mà ngươi đã từng ở đó. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là Gandandia còn có hy vọng có thể được nhìn thấy mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Ren, ngươi muốn gì? Chỉ là điều ngươi muốn là ở đây. Tất cả ngươi cần làm là luôn suy nghĩ về cuộc sống ở một nơi có mặt trời mọc. Và ngươi cần làm gì để mong muốn của ngươi trở thành hiện thực? Ngươi biết rõ câu trả lời mà, Ren. Ren, bắt đầu kiểm tra lần cuối cùng. Quyết sĩ, éo sĩ kết hợp. Không tệ. Quốc vương Baryodius, tôi đã hoàn thành và nâng cấp Galliable. Tốt lắm, Kazarina. Theo ta, Ren. Baryodius đang trên đường tới, dọn đường tới lá chắn thứ hai. Và mọi chuyện đã bắt đầu. Vui rồi đây. Sẵn sàng tham chiến. Novagrax, sẵn sàng tham chiến. Zephyros Chimera, sẵn sàng tham chiến. Lumino Wolfa, sẵn sàng tham chiến. Aqua Lyferus, đồng bọn của chúng được tập hợp hết ở đây. Mọi người chuẩn bị đi nha. Đa công kênh Daniel, cuối cùng cậu ấy cũng có mặt. Ren, tại sao cậu? Dan, cậu đã quay trở lại. Được thôi, nếu như cậu muốn đấu, cậu sẽ được đấu. Nhưng mà hãy nhớ một điều, cậu sẽ không bao giờ chạm được tay vào lá chắn thứ hai thôi. Người cứ ở đó mà xem. Hiện ra đi, Darak. Nguồn năng lượng kinh khủng. Đừng quá chủ quan. Mình biết rồi. Lên thôi các cậu. Được. Được. Lên thôi. Được. Ừ.
Giao trận chiến. Hãy để Alpha lập trận. Ta sẽ hạ tên này. Đừng quay đầu lại. Đi. Là cái gì vậy? Hopper. Tôi tới đây. Cũng có mấy tên này nữa hả? Chờ đã, Hopper. Sẵn sàng. Vũ khí chiến đấu. Thiết lập. Sẵn sàng. Vũ khí chiến đấu. Thiết lập. Vũ khí chiến đấu, kích hoạt thẻ bài khả năng, lướt sóng. Ta tới đây. Vũ khí chiến đấu, kích hoạt thẻ bài khả năng, sức mạnh ngàn cân. Không tệ, đến lượt ta. Vũ khí chiến đấu, thiết lập. Vũ khí chiến đấu, kích hoạt thẻ bài khả năng, quái vật phát điện, nhận lấy. Cái chết tiệt gì vậy? Người thấy sao? Ta chỉ mới bắt đầu đó thôi. Cái gì vậy? Hãy làm đi, Krug. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Thần chết. Hopper, cô đâm. Không hay rồi. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Đòn đánh xoáy từ không trung. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Sky dài. Thật là thô tục. Công chúa. Đau quá. Nó rơi rồi. Cảm ơn. Ano. Không có gì, Potter. Kết quả thẻ bài khả năng. Nổi gió. Vũ khí chiến đấu thiết lập. Vũ khí chiến đấu kích hoạt thẻ bài khả năng ánh sáng hủy diệt. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Battle Crusher. Vũ khí chiến đấu thiết lập. Vô ích thôi. Hắn mạnh quá. Thật đáng ghét. Ta không để người chạm tới lá chắn thứ hai đâu. Bất kỳ ai cản đường ta đều sẽ bị tiêu diệt. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Bóng đen chết chóc. Kích
kích hoạt thẻ bài khả năng quỷ dữ uổng nổ. Kích hoạt thẻ bài khả năng sống nguyên tử. Hay lắm, hắn phải đền tội rồi. Vẫn chưa xong đâu. Cái gì? Ngươi nghĩ mấy thứ đó sẽ làm cho ta khiếp sợ hay sao? Vũ khí chiến đấu sẽ thiết lập. Vũ khí chiến đấu kích hoạt thẻ bài khả năng sống xung kích. Đan, chết tiệt, ta không thua đâu. Cậu nghĩ chúng ta ở đây chiến đấu vì điều gì? Ren, tại sao cậu lại chiến đấu? Bây giờ mình không thể để thua. Vì Lotedia và ước mơ của những người khác, mình phải thắng. Nếu như ước mơ của cậu đã thành hiện thực, tại sao cậu lại không vui chứ? Dan, làm đi, Drago. Sẵn sàng. Vũ khí chiến đấu thiết lập. Kích hoạt thẻ bài khả năng quá lớn. Không ăn thua gì đâu. Galileo, tiếp đi. Cái gì? Thấy sao hả? Đan, ngươi thật đáng chết mà. Hãy kết thúc đi. Kết quả thế bài khả năng nhiên thượng quá. Kết quả thế bài khả năng nó xét. Lửa, đừng dối mừng. Bóng đen chết chóc. Đây là thực tại. Thực tại sao? Sít, đã nói với ngươi hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Ren, cậu đã biết câu trả lời rồi phải không? Ren, cậu không thuộc về bóng tối, hãy quay lại với tụi mình đi. Đủ rồi đó Darak, quỷ diệt lá chắn đi, như quốc vương muốn. Hãy xem cho rõ, Ren, đây là sức mạnh mới của chúng ta. Kích hoạt thẻ bài khả năng bóng tối lan rộng. Kích hoạt thẻ bài khả năng lá chắn sóng âm. Nó mạnh quá. Drago,
Dragon. Cố lên Dragon. Cậu không thể thua được đâu. Không thể nào. Dragon. Không thể nào. Người thấy chưa? Đây là sức mạnh của Gendandia. Ren, người đã hứa trung thành với ta, có đúng như vậy không? Sau khi kết thúc bọn chúng, người trả lời ta đi. Rako, tính lại đi Rako. Cậu tính sao Ren? Mình còn sự lựa chọn khác không? Hiểu rồi. Rako, Rako, Ren. Thú gì rồi đây? Ren. Nếu như cậu muốn bắn thì hãy bắn đi. Thứ duy nhất ta sẽ nhắm bắn chính là ngươi. Cái gì? Đây là câu trả lời của ta. Ta sẽ sống một cuộc đời đáng sống. Tin vào ánh sáng mà mình đang đi theo. Ánh sáng đó có thật, nhưng không phải là như vậy. Đó là thứ ánh sáng dối lừa bên trong bóng tối và sự cô độc ở trong hang. Mình không ngu xuẩn để bị lừa trước ánh sáng giả tạo đó nữa. Cuối cùng thì trái tim của Lion cũng đã được tự do. Đừng bỏ lỡ tập tiếp theo. Kết thúc sức mạnh bị cấm. Mình trong vài dòng cậu nói Lion, bác cực anh xuất quân. Vậy đây là sức mạnh bị cấm sao?